đề nghị bà con mình ở tỉnh nào thì đứng về theo cái biển của tỉnh đó để tiến hành là sắp xếp ổn định. Rồi cái đối tượng mình đưa về hôm nay là có người già, trẻ em và phụ nữ mang thai, phụ nữ có con nhỏ. Là những người đang đi điều trị bệnh mà vướng lại Sài Gòn sau khi mà mình thực hiện cái giãn cách thì hôm nay mình đưa người ta về ở 5 tỉnh: Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Lên cũng 5-6 tháng rồi, nghỉ hè rồi đem mấy đứa lên chơi với cha mẹ nó đó. Bây giờ dính ở trên này luôn. Cô năm nay 61 tuổi rồi, cô về Hậu Giang. Cô lên thành phố thăm con, rồi cô kẹt 4 tháng rồi. Hôm nay được đi về là mừng lắm, mừng. Em làm công nhân, nghỉ dịch từ tháng 6 tới giờ. Bây giờ công ty cho đi làm lại nên là chồng em ở lại có tiền, còn ba mẹ con về cho hai bé đi học. Con cứ đẩy đây đi, đẩy đây để chắc anh ra. Mặt trận Tổ quốc được Ủy ban giao là chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố và Sở Giao thông Vận tải phối hợp để thực hiện cái chương trình này. Khi mà đi thì có Công an Thành phố, Giao thông Thành phố dẫn đường. Đến tỉnh nào thì bàn giao cho Công an tỉnh đó sẽ dẫn đường đưa bà con về tới cái nơi tập trung theo quy định của từng tỉnh.